qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đâu. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt lắm như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá. Cảm ơn vũ đoàn rất là nhiều. Cảm ơn các nhạc công rất là nhiều. Thưa quý vị, đây chính là Hương Ly. Dạ, em xin kính chào các khách mời, các anh chị và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Đây là người cover rất nhiều bài hát trên mạng và được rất nhiều người yêu thích với cái giọng hát trong trẻo của mình. Đây, không biết là hiện tại đang có bao nhiêu cái lượt đăng ký. Chúng ta bắt đầu đi tìm. Em đăng ký nữa. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Sáng nay được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao anh mơ. Anh có xem em hát nhiều rồi, hát rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hỏi để tìm ra thông tin nè, xin mời. Cho Harry hỏi là em lập cái kênh YouTube của em mấy năm rồi?
Dạ em có lập kênh của em từ 3 năm trước nhưng mà không up video nào lên cả. Và em bắt đầu hoạt động up video đầu tiên của mình vào 5 tháng trước ạ. Hơn 5 tháng trước. Hơn 5 tháng trước. À mới có hơn 5 tháng thôi hả? Dạ vâng ạ. Ủa tại sao em đã lập từ 3 năm trước rồi nhưng mà mới 5 tháng gần đây thì em mới up nhiều cái video clip lên trên trang đó? Dạ tại vì là 3 năm trước thì em thấy mọi người hay lập kênh YouTube ấy, thì em lập theo thôi, để tài khoản ở đấy, xong em cũng không để ý gì đến. Xong rồi vừa rồi thì em mới có đăng một clip mà em cover lên trên YouTube là đầu tiên là cách đây hơn 5 tháng ạ. Anh hỏi em cái này nè, cái mà em làm 3 năm trước rồi và 5 tháng vừa rồi em mới bắt đầu em up cái những cái cover của em lên, có nghĩa là 2 năm rưỡi em bỏ trống cái kênh đó, thì có ai vào đó đăng ký không? Dạ hình như có 2 người đăng ký ạ. Sau khi em đưa cái bài cover đầu tiên của em lên thì bắt đầu người ta đào vào đăng ký. Mỗi một ngày em thấy cái lượt view nó lên, người đăng ký bao nhiêu người? Mới đầu thực ra là cách đây hơn 5 tháng đây em cũng không nhớ lắm ạ. Em chỉ nhớ là từ khi mà bắt đầu từ 2 đăng ký lên đến 100.000 đăng ký thì cũng khá là nhanh ạ. Khá là nhanh là khoảng bao lâu? Em phải bí mật. Bây giờ hỏi nè, cái bài cover đầu tiên của em đăng lên là bài gì? Dạ bài đầu tiên của em đăng lên là Một Bức Yêu Bạn Dặm Đâu của Một Bức Yêu Bạn Dặm Đâu của Mr. Siro. Dạ. À cái bài nhiều người xem nhất hiện tại là bài gì? Là bài Sóng Gió ạ. Sóng Gió của Jack KCM. Dạ. Rồi em có hát bài Bạc Phận nữa phải không? Bạc Phận em cũng có cover. Vâng, là cái bài mà Hồng Trần trên núi kính đây. Hồn đời em luôn. Đấy là Sóng Gió đấy anh. Sóng Gió đấy anh. Sóng Gió đấy. Sóng Gió đấy anh. Thôi thôi. Lộn lộn lộn. Sóng Gió đó. Giỡn thôi chứ em biết bài này mà anh lắm. Ly ơi, anh vừa rồi anh xem em và anh thấy em sử dụng được đàn bầu nè. Dạ. Đàn tỳ bà nè. Dạ. Có nghĩa là em có học trong trường đúng không? Phải có học từ nghĩa là cái bộ môn về nhạc cụ. Dạ đúng rồi ạ. Em có học theo học từ bé ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ, khoa đàn dân tộc ạ. Em đàn được bao nhiêu loại nhạc cụ? Dạ em đàn được 3 loại nhạc cụ ạ. Đó là đàn piano, đàn bầu và đàn tỳ bà. Chúng ta hãy hỏi về kênh YouTube. Lưu ý, hãy hỏi về kênh YouTube. Đây nè. Sở dĩ anh muốn hỏi cái đó, cái lượng xem đến với em không phải vì em là một giọng hát hay, người ta còn biết em biết sử dụng rất là nhiều nhạc cụ đúng không? Dạ em cũng nghĩ là vậy ạ. Nhưng mà đấy, cô này hát hay hả? Cô này hát hay mà. Hát hay cái đó chưa có đủ cái để đỉnh để mà người ta vào cái kênh của em đâu, mà người ta ái mộ cái tài năng của em. Em vừa là một ca sĩ, vừa là một cái nhạc công luôn nữa, nhưng mà anh còn biết được là bây giờ là em có kinh doanh nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sao anh biết ạ? Wow. Trong thời gian chúng ta set up thì anh Kim Tử Long đã dùng điện thoại của mình không anh để biết điều tra thân thế nè, nhưng thân mà bằng quyến thuộc của người ta. Trường hợp của Hương Ly á làm cho em nhớ đến một cái cô, hình như bên Hàn Quốc có chị Harry là có một cái cô bạn là hay cover nhạc của các ca sĩ lại và rất là nổi tiếng đúng không vậy? Chu Chun Song. Đúng rồi anh, rất là nổi tiếng luôn. Và lượt view rất là cao luôn. Thì có phải là định hướng của em là khi mà em sản xuất những cái bài cover là sẽ đi theo cái định hướng đó không? Hay là em muốn trở thành ca sĩ luôn? À đúng rồi đó. Thực ra thì từ đầu em cũng không có định hướng gì đâu. Tất cả chỉ là tình cờ khi mà em vô tình em up bài đó lên và rất là may mắn được mọi người ủng hộ ấy ạ. Thì đương nhiên là em cũng học xuất thân từ nghệ thuật chuyên nghiệp, cho nên là em cũng rất là muốn đi theo con đường chuyên nghiệp sắp tới. Không chỉ dừng lại ở những bản cover mà sẽ có những sản phẩm riêng của mình ạ. Bây giờ chị Hương Ly có thể mà hát một bài cho anh Giang đàn được không ạ? Sẵn sàng luôn ạ. Em hát bài Sóng Gió đi. Wow. Anh Giang sẽ làm cho nguyên cái phim trường này thành sóng gió luôn. Nước ngập mênh mông luôn. Chim kia về vẫn có đôi sao, chẳng có đôi sao trắng sóng cụ thể. Anh ơi sao đơn âm dữ vậy? Đừng xa cánh tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng. Em còn bên anh có phải không? Ly ơi cho con hỏi là những cái clip của Ly á là được bao nhiêu trăm triệu lượt view rồi? Em cũng không nhớ lắm, như mấy trăm triệu thì đấy. Mấy trăm á, 400 gì đó. 400-500 không? Hay là 200-300?
chắc cũng tầm 400 rồi. Chị Hương Ly có ra bài nào mà giống như là một sản phẩm riêng chứ không phải là cover trên kênh của chị không? Trên kênh của mình thì vừa rồi có ra bài Yêu Ai Để Không Phải Khóc là một sản phẩm riêng của mình. Rồi, thông tin quá nhiều. Cũng may mắn là lần này anh Kim Long không hỏi về thu nhập cá nhân. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ cũng chần chờ gì nữa, bắt đầu xếp hạng, xin mời.